Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là Andrew đây. Nani? À không, hiện giờ thì mình đang đột nhập vào ạc của Louis nha. Lâu rồi không vào ạc của ổng, cho nên là hôm nay đột nhập vào để kiếm cái gì đó phá nha mọi người. Sẵn tiện cho Louis luôn. Khi nãy mình có nhắn tin hỏi thăm tình hình á, thì Louis nói là đang ăn cơm, cho nên là tranh thủ thời gian ổng bận, mình lên ạc của ổng nha. Mua ha ha. Chuyện này chết với tôi là Louis ơi. Lâu rồi mới vào ạc của Louis lại mọi người à. Thì vẫn như cũ thôi, giao diện, hình nền, các thứ đồ không thay đổi luôn. Công nhận ông này lười thiệt chứ. Nhà cửa không biết có decor thêm cái gì chưa nữa. Mình với ổng khác nhau hoàn toàn luôn. Tôi thì thích decor nhà theo mùa, mùa này mùa nọ, xuân hạ thu đông gì đó. Còn ổng thì bên năm suốt tháng. Đó, đây vẫn là cái nhà này nha. Trước tiên là bật đèn lên cho đẹp nhà đẹp cửa nè. Ngắm nhìn lại những cái món đồ này lần cuối cùng. Tí nữa chúng ta thu hồi hết nha. Lâu lâu mới vào ạc của Louis mà, cho nên là mình phải cống hiến hết mình chứ. Phá được cái gì thì phá. Wow, decor khu trực tiếp đồ. Tí nữa thu hồi hết. Nhà Louis thì chưa có decor gì nhiều mọi người à. Đa số là ông để những cái gói VIP với lại mấy cái đồ mở hộp thôi à. Đây là hộp cầu vồng nè. Còn cái cổng ra vào thì mấy con gấu trong mấy mùa VIP. Nhìn cũng đẹp chứ bộ. Nói chung là mấy con gấu này thì khỏi bàn rồi ha. Có chữ lớp Angel nè. Tí nữa mình chừa lại nha mọi người. Chừa chữ lớp Angel lại. Tên của tôi mà dễ gì tôi thu hồi được. Tự nhiên sai cái quán trà chanh giữa trời luôn. Giữa bãi biển gì luôn. Không có dù che gì hết trơn á. Thiệt tình luôn á. Nhưng mà nhìn tổng quan cũng dễ thương mọi người ha. Đấy, dễ thương thì mình sẽ thu hồi trước. Rồi, bắt đầu thôi. Nhâm 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 nhâm. Mệt quá mọi người ạ. Lòng tiếng chạy bằng cơm cho nên là có phần hụt hơi một tí. Nhưng mà thu hồi từng cái gì lâu quá ta. Hay là tí nữa mình thu hồi một lượt luôn đi mọi người. Ý đó hay đó. Để lỡ rồi làm xong hai cái này luôn đã. Yeah, xong rồi. Thu hồi hết rồi. Không biết ông đi coi cái khu bán nước chanh đó bao lâu ta. Thôi mà kệ đi, giờ cũng thu hồi rồi, kệ ổng đi ha. Nhà cửa gì mà để nhiều đồ quá trời luôn. Đây, cái cổng tình yêu gì nữa nè. Nhìn trước mắt của mọi người à. Thu luôn nha. Nói chuyện bình tĩnh vậy thôi, trong bụng cũng khá là rung luôn nha mọi người. Tại vì ổng cũng bỏ công bỏ sức ra suy nghĩ coi là đặt nội thất ở đâu thì coi như thế nào. Bây giờ mình thu hồi kiểu này thì không biết sao nữa. Thôi lỡ rồi, tới đâu hay tới đó. Đây bây giờ mình dắt mọi người vào trong này cho mọi người coi ổng decor nè. Đó, lắp ra từng khu gì đó. Những cái món đồ này là trong gói VIP không à. Cái con sói này hả cái miệng ghê quá. Thu hồi nó luôn. Louis mà có xem được video này phải cảm ơn Angel ấy chứ. Tại vì lên thu hồi hết nội thất cho anh luôn mà. Đó, giống như vào dọn dẹp nhà của anh gì đó. Nói chứ thu hồi hồi chứ trong lòng cũng rất là rung nha. Không biết tí nữa phải nhận hậu quả gì đây nữa nè. Công sức người ta đi co ra bây giờ mình vô mình phá. Nhưng không sao, vui là được. Định cười kiểu mấy cái giọng cười gian gian ma mị á. Nhưng mà làm không được. Ông Louis thì ông cười mấy cái giọng cười ghê gớm hay lắm nha. Kiểu như là mua ha 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 ha. Sao mình cười nghe lãng xẹt vậy ta. Sợ thì cũng sợ mà nghe lãng lãng kiểu gì á. Rồi, nãy giờ phá trong nhà gì cũng được rồi ha. Với lại mọi người cũng đã thấy hết khung cảnh nhà của ổng rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ bấm lên mình thu hồi tất cả luôn. À không, để mình kiếm cái chữ lớp Angel để lại nha. Cái đó làm bằng mấy cái, đây, hàng rào băng này nè. Đấy, chừa lại hết luôn. Ok, tất cả những cái món còn lại thì cho vào tủ hết nha. Đó. Trời ơi, thu hồi một cái nhà của ổng trống lỏng luôn. Mình chừa chữ lớp Angel thì nó còn mỗi chữ đó lại thôi. Còn tất cả thì đã vào túi hết rồi. Trời ơi, cái nhà nè, thênh thang luôn mà không có cái gì hết á. Đây là lúc mới vào nhà nha. Còn cái nhà hiện giờ là... Tí nữa Louis lên thấy cái nhà này chắc xử đẹp mình luôn quá. Thôi kệ đi, lúc đó thì tính sau. Giận hờn gì năn nỉ sau nha. Bây giờ việc tiếp theo của mình là sẽ đi vào tái chế. Kiếm cái đồ nào quý quý tái chế coi. Nhà nội thất cả đống luôn nhưng mà không đi coi gì hết nè. Tái chế hết luôn. Ê, nhưng mà có ác quá không mọi người à. Mấy cái này tính ra mua tốn tiền lắm á nha. Đấy, mấy đồ tím này là mua bằng tiền, bằng gói VIP không luôn á. Nhưng mà lỡ cho rồi thì mình chơi lớn luôn. Ô, tài khoản của bạn đã đăng nhập trên một thiết bị khác. Ok, ổng vào ạ rồi.
chắc là Louis ăn xong rồi đó nên lên game chơi. Mà lên game không ngủ mình luôn. Ok, bây giờ sẽ tele theo Louis coi ông đang ở đâu nha. Không biết có về nhà chưa nữa. Cũng không biết phản ứng của ông như thế nào khi mà vào nhà thấy nhà trống không ha. Rồi, tele theo là biết liền nè. Hello, hello, annyeonghaseyo. Ơ, thấy người ta chạy luôn vậy không chào hỏi gì hết trơn trời. Louis, hello. Ừ, phải vậy chứ. Gặp bạn không chào hỏi gì hết, cầm cái vợt chạy một mạch luôn à. On game chơi mà không kêu em gì hết á, không nhắn tin cho hay một tiếng nữa. Thì bận, lên bắt ma một tí anh ốp à. Vô lý, bận mà lên bắt ma, sao không logic gì hết trơn vậy? À mà thôi, anh vào nhà hái hoa lấy kim cương một cái. Thôi, đang bắt ma vui mà, vô nhà làm chi vậy? Đứng đợi đây. Để mình vào cùng với Louis nha, coi phản ứng của Louis như sao. Ủa? Gì vậy? Sao đó Louis? Có vô nhầm nhà ai không? Sao nhà của anh trống trơn vậy? Nhầm đâu mà nhầm, nhà của anh mà. Nhà của anh sao không có đồ gì hết vậy? Anh sao ấy chứ, em thấy có mà. Kìa, có chữ lớp Angel kìa. Thì có mọi chữ đó mới đúng ba chậu hoa. Thanh niên đang rất là hoang mang nha. Đâu, em thấy đồ vẫn nguyên như cũ ấy. Anh bị làm sao rồi? Ủa, em thấy bình thường hả? Sao anh không thấy cái gì hết vậy? Làm sao mà em biết được? Em lắc hay gì rồi? Chắc vậy rồi, em thấy bình thường à. Thế chắc lắc thật rồi. Game nhái. Để anh ao vô lại thử. Ao rồi mọi người à. Trời ơi, ông tưởng bị lắc thiệt kìa. Cười nội thương với ông này mất. Giờ đứng đây đợi Louis online lên chiếc làm gì giờ? Lâu quá ta. À, đây rồi, Louis bánh bèo lên lại rồi nha. Thấy chưa anh? Ồ. Cái gì, sao hét to dữ vậy? Bạn có thấy cái gì đâu. Kỳ ta. Ở chỗ anh đứng là cái gì, em thấy không? Ờ, cái chỗ này là hồi nãy cái chỗ để bếp này đúng không ta? Đúng rồi đó mọi người ạ. Chỗ để bếp nè. Ủa, sao anh không thấy? Trời ơi, lúc trước ông để nguyên một cái hàng gào kỳ lân ở đây luôn nha mọi người. Ôi là trời, tức thiệt á. Dục bỏ điện thoại đi, điện thoại đó lắc quá mà. Ngoài bờ lá da bình thường mà. Để anh sửa nhà thử. Em ra ngoài một tí nha. Louis chắc đang cay cú lắm mọi người à. Tự nhiên mình thì thấy đồ nội thất ổng thì không mà biểu. Nhà là nhà của ổng nữa. Sửa không biết sửa cái gì đây. Bấm sửa nhà vậy thì chắc chắn sẽ biết nội thất bị tháo nha. Không biết xử tôi làm sao đi nữa. Ôi ôi, mới thì nhắc gọi luôn rồi kìa. Gì vậy anh, sao rồi? Nội thất lắp ráp nhà còn có 90 thôi. Còn 90 thì sao, nói thôi làm gì dí dí vô người ta ghê vậy? Em vô ạc anh tháo nội thất đúng không? Có đâu, anh tháo rồi anh quên hả? Em làm gì vô ạc của anh đâu. Anh tháo em ra luôn. Giờ chứ anh tháo. Ai biết gì đâu trời. Dám cả gan vô ạc của tôi gỡ đồ hết. Ghê gớm thật. Em còn định tái chế luôn cơ. Á đồ. Nghe xong tụt huyết áp. Thế mà trên tôi nãy giờ. Ủa, có trên nữa hả ta? Giả vờ đồ còn. Làm tôi phải ao game vô lại. Sao lúc đầu không nói vậy đó. Quá đáng thiệt chứ. Cay nhưng không làm gì được. Đợi bắt game thôi. Không cho đó. Ân ngộ. Chứ em vô phá nữa hay gì. Quá trời quá đất. Ok. Nói quá trời nói luôn nha mọi người. Chắc là đang cay mình lắm á. Tháo hết đồ mà biểu. Thôi thì có làm thì có chịu.
tròn xong thì chắc chắn phải nghe nhằn nhai rồi ha. Rồi, video đến đây thì cũng đã hết rồi nha mọi người. Mọi người thấy video vừa rồi như thế nào thì đây là bình luận cho mình biết với nha. Và các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo thì cho ý kiến, mình sẽ đọc và làm theo nha. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.